Alo, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Bữa nay Phong quay phim nha các bạn. Phong cho tao quay phim. Hôm nay Hiển tại hiện dưới Phong Phương Bất Giới. Bất Giới. Hôm nay làm cái món nói chung là siêu cay các bạn. Cái này mình không biết kêu là món gì nữa. Tại có chanh với ớt. Chanh với ớt. Rồi anh tính ăn sao đây? Dưới đường. Dưới đường nha các bạn. Hôm nay làm nói chung là thấy cái tự nhiên ngẫu hứng trong đầu cái mình làm ăn thôi. Cái này cũng thèm tôm sống nữa. Đúng rồi, mình nói chung là bữa nay mình sẽ làm tôm siêu cay các bạn. Ớt này. Ơi. Ớt này thì hồi sáng mình để mắc phí thời gian thì mình đã xay sẵn, để vô máy xay sinh tố xay sẵn nè, chanh thì cũng đã nặn sẵn rồi nè. Tôm thì mình mua về mình làm sạch sẽ sẵn luôn các bạn. Cắt ra mình lấy cái chỉ cứt gì trong đầu trong mình nữa đó. Này nhiêu đây ớt đây. Bây giờ mình sẽ chế biến nha. Hơi nhiều như vậy. Đó. Dạ ớt. Ôi trời. Quên mua 1 ký ớt trong đó hay vậy? Cái này sáng mình mua ớt cái này chắc khoảng không biết nhiều nữa. Đổ ra nghe mùi hơi chịu không nổi luôn. Mùi nó lên quá các bạn. Nè, chanh nha, chanh đổ vô nha. Cớt. Ăn vậy hả? Oh my god. Đây là cách pha chế của anh Hiển Tài Hiên nha các bạn. Giống ai vậy các bạn ơi. Cái này cho miếng đường nó vô cho ngọt ngọt nha các bạn. Thấy không giống ai luôn rồi đó các bạn ơi. Ớt rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đường nhiều nhiều đi cho nó ngọt nha. Đó. Miếng nữa đi. Miếng nữa đi anh ơi, cay lắm. Mình hết ăn ngọt nha. Đã quậy cho nó tan đường ra nha các bạn. Đồ ăn đi không bị xúc ruột luôn quá. Mình cũng ăn cay dở lắm nhưng mà bữa nay thử cái độ cái này coi như thế nào nha. Nhìn cái tô ớt nè, trời nó bốc mùi lên, nó bốc hỉnh lỗ mũi luôn á. Đã thiệt. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu để chế vô tôm nha. Trời ơi, ớt quá trời các bạn ơi. Tấm ớt cơ chứ. Nè các bạn. Wow, thấy đã chưa? Đó. Chanh đường ớt. Ông ăn cay không được, ông bày đặt các bạn. Bày đặt ăn cho nhiều. Ăn thử rồi mình thử thách cái bản thân của mình mà ăn ớt coi như thế nào nè. Cái này cái cũng cấp độ 7 rồi các bạn chứ không phải vừa đâu nha. Đó, chừa cho chảy nước miếng nha. Rồi, để cho nó ngấm khoảng chừng 5-10 phút rồi bắt đầu hai anh em mình bắt đầu ăn nha các bạn. Rồi giờ hai anh em mình bắt đầu hưởng thức nha các bạn. Ai sẽ là người ăn trước đây? Rồi, ăn thì để mình bắt được các bạn. Cái đầu tôi đã ơ rồi, ăn cho nó ơ hơn nữa đó. Mời các bạn ăn với mình nha. Đó, trời. Có đã. Ngon. Ngon ư? Ngon lắm. Nó chín luôn này các bạn. Thì tái chanh các bạn. Nè nó chanh chuyển quá. Nó chuyển màu. Trời ơi, cay đã hả? Ngon. Ngon ngon. Em ăn nha. Đã đã. Một con ha. Hẹn một con rồi nha các bạn. Đã thiệt luôn á. Sao coi. Phương. Sao Phương Bất Giới. Mặt nó kìa các bạn. Cay nhưng mà rất là ngon. Tại vì nó chua chua, nó ngọt ngọt. À, đã. Mời tiếp các bạn con thứ hai nha. Không ăn đây ngon anh đây, có lý anh đây. Rất ngon quá. Bỏ đường nhiều các bạn. Như chanh như đường. Ngọt ngọt chua chua. Ớt nữa cay. Quá đã luôn các bạn ơi. Đó. Wow. Biêu lý tử không các bạn. Đó. Thấy nó cay như vậy mà thật sự ra nó quá cay các bạn. Để lái của mình nha bạn. Mời các bạn nha. À. Trời mới ăn có miếng mà chảy mồ hôi. Đó, bắt cảnh cả hai anh em ăn nè. Đó. Trời ơi, đã. Mình nghĩ là mồ hôi con đồng nó chưa cay đâu. Mấy con sao nó mới thấm. Thấm mà nó cay lắm các bạn. Chưa cay. Làm thử tiếp hấp đó. Cay quá các bạn ơi. Đã thiệt luôn á. Rất là nhiều ớt luôn. Đó, nó chảy nè. Các bạn hôm nào thử cái này, thử hách bản thân ăn ớt như thế nào á. Với số lượng ớt như vậy á. Ở này cấp độ 7 các bạn.
thì các bạn ít thôi, cày lắm thì ngon, ăn nhiều thì đã. Mình bốn con rồi các bạn, ba con rồi, cương ba đảo anh Hiển bốn con nha các bạn. Ăn cái tốn mồ hôi liền có gì. Mình nhìn mình còn đổ mồ hôi mà các bạn chứ. cái này mà Trang nó cơm ăn im lắm nè. Rất là nhiều ớt luôn rồi. Tiếp tục đi nào, ăn chừng nào mà cảm thấy mà mình cay mình ăn hết nổi thôi nha các bạn. À cái lưỡi bây giờ muốn tê luôn rồi. Ngon hả? ngon thiệt nhưng mà ăn cay, nhưng mà ai mà ăn ớt cay quen là ngon lắm. Khá là bình thường, cũng chẳng cay gì lắm. Mập này nó ăn ớt được nha các bạn, còn anh Hiển này ăn ớt không được, rất là cay luôn, nhìn khuôn mặt anh kìa. Mình ăn ớt cái gì dở các bạn. Bữa nay là lần đầu tiên ăn ớt mà kinh khủng vậy nè, lần đầu tiên trong đời của mình luôn, quá kinh khủng. Thử thách bản thân vậy là bữa nay mình thử thách vượt lên chính mình được rồi. Rồi nó ăn nãy giờ có mấy con rồi các bạn? Bốn con. Rồi mà ăn mà phí có mày cũng đuôi nè, mắp cái đuôi luôn. Ừ đúng đó. Rồi. Mấy con rồi mày? Bốn nha các bạn. Rồi mời các bạn ăn với mình thêm con nha. Ăn dưới phong cảnh này các bạn. Ở đây mà nguyên một vườn mướp nha. Cảnh hữu tình. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi. Vườn mướp này là vườn mướp của người ta. Ủa ai muốn hái hái à. Không khuyến khích các bạn hái trộm nha. Không, vườn mướp nó cũng sắp tàn rồi, đã già hết rồi các bạn. Ủa, nó có con trái bự quá kìa. Đâu. Mời các bạn ăn với mình con nha các bạn. Phương ăn đi Phương. Sợ ăn nhiều hết mà không có ăn nữa chứ. Ui. Wow. Đã quá. Anh Hiển mấy con rồi? Nè, cái đuôi nè, con của anh này con thứ 6 rồi. 6 con rồi nha bạn. Đúng rồi, 6 con cả các bạn. Ôi con này nó chín luôn ba. Chín luôn rồi nè. Chín luôn rồi. Đã quá. Mình nhìn cũng thèm nữa các bạn. Các bạn ơi, cái bỏ của anh cài quá các bạn. Cài quá. Quá cài vậy? Sao nó quay cái mặt nó kìa. Ăn không anh cho con nè. Em không biết ăn. Cài quá. Nhìn mọi người ăn được rồi. Cài quá các bạn. Sao cài? Mà mới cho hết. Tái tê quá. Hai anh em ăn hết được không ta? Quá cài rồi. Của thêm con nữa. Mình làm một em nữa nha. Em này nè, các bạn nhìn ớt nè. Ôi ôi. Bạn hiểu cái độ cay của mình rồi đó. Bây giờ mời các bạn nha. Bỏ nó ăn nha các bạn. Ngon xin lỗi các bạn. Cay không mập? Cay chứ. Sao thấy nó ăn bình thản quá vậy các bạn? Mà mình thấy ớt nhiều lắm luôn á. Ở đây là đây là clip đầu tiên thử thách ăn cay của mấy anh em mình nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ăn cay vậy luôn á. Mà từ đó giờ á không biết ăn cay nữa. Ăn cay rất là dở luôn. Bữa nay liều mạng luôn. Liều mạng quay clip ăn cay cho các bạn xem á. Nhưng mà biết ăn cay rồi nó đã thiệt. Mai mốt mình sẽ tập ăn cay luôn nha các bạn. Mời các bạn con nữa cho mình nha. Chấm nữa không? Quá đã. Các bạn ăn cay nó rất cái thích cái vị giác, nó giúp mình ăn ngon miệng hơn. Rồi. Sức mồ hôi hột luôn. Nó nổi chơi cay quá các bạn. Làm con nữa không? Đau bụng. Nó mặt mày nó ăn ngon thôi các bạn. Mặt mày. Cay quá. Cay quá các bạn ơi. Mình làm thêm con nữa nha các bạn. Mời các bạn ăn với mình con nữa nha. Ôi ôi. Cái
cái mỏ bây giờ nó thiệt ha, nó nóng mà. Mẹ ăn không mày ư hoài sao mày ra. Xoay sẵn mặt mày luôn. Mời các bạn nha. Mình ăn tổng cộng 2, 4, 6, 7, 8 con các bạn. 8 con nha các bạn. Rồi 2, 4, 6, 7 con. Mình này là 7 con. 7 con nha các bạn. 4, 6, 7. Ê, mập để ăn gì? Tiếp lại anh Thiệt. Dục rồi, nó dục rồi. Đúng rồi, 7 con, 7 con. 7 con, 7 con. Tưởng mập để ăn dây nữa nha các bạn. Thôi nói chung là hết nổi các bạn ơi. Cố gắng lắm mà mang được bao nhiêu đây quay trong phim cho các bạn xem. Mà hết nổi rồi, quá trời cay rồi. Giờ phải chạy vô nhà uống nước rồi, nãy giờ cũng không có đem nước ra uống nữa. Ôi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn. Cay quá trời cay rồi. Các bạn xem theo dõi video thì nhớ cho mấy anh em mình một like, một subscribe nha các bạn. Cay quá các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Bye, bye. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.